Bảo hiểm xã hội huyện Mường La vừa phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai phương án thanh toán không dùng tiền mặt trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người dân thị trấn Ít Ong. Tại bưu điện huyện, nhân viên bảo hiểm xã hội đã khảo sát tư vấn hướng dẫn người hưởng có nhu cầu chuyển hình thức nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đến triển khai tới người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thì thông qua đó thì cũng giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội và đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia. Theo đó, tại kỳ chi trả tháng 6, Bảo hiểm xã hội huyện Mường La thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 876 người với tổng số tiền chi trả trên 4,1 tỷ đồng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội huyện Mường La sẽ chi trả qua tài khoản cho 303 người với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đối với chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước đề ra thì hoàn toàn nhất trí, có vấn đề gì. Nhưng mà chỉ mỗi cái là cái khó khăn của chúng tôi hiện nay là cơ bản là cũng tuổi già. Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng thuận lợi, góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng.